Sáng ngày 22 tháng 9, Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tổ dân phố Kha Lâm 3. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. Tình huống giả định vào 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023 xảy ra cháy tại cửa hàng sửa chữa TV của hộ gia đình ở tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tổ dân phố Kha Lâm 3 có diện tích mặt bằng khoảng 100m². Nguyên nhân vụ cháy là chập điện tại khu vực sạc xe máy điện. Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một người lớn và một trẻ nhỏ đang nằm ngủ trong phòng ngủ trên tầng 2. Khi phát hiện có cháy, chủ nhà đã hô hoán, đồng thời ấn chuông báo cháy tại vị trí đặt chuông báo cháy của tổ liên gia để báo động cho người dân xung quanh. Chủ nhà đã sử dụng bình chữa cháy được trang bị tại hộ gia đình để tổ chức chữa cháy nhưng không hiệu quả trong việc chữa cháy ban đầu, dẫn đến cháy ra toàn bộ phòng ngủ tầng 2, tỏa ra nhiều khói, khí độc và có nguy cơ cháy lan lên tầng phía trên. Trong quá trình thoát nạn, hai người trong gia đình không thể thoát ra ngoài được do người nhà đi vắng, khóa cửa bên ngoài để phòng kẻ gian đột nhập, không tìm được chìa khóa để mở cửa ra ngoài. Diện tích đám cháy tại thời điểm phát hiện khoảng 30m². Sau khi nhận tin báo cháy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Nam Sơn, công an phường, dân phòng, y tế phường, ban chỉ huy quân sự phường cùng các thành viên trong tổ liên gia phòng cháy chữa cháy tổ dân phố Kha Lâm 3 đã nhanh chóng tới hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi nhận tin báo cháy từ trung tâm báo cháy 114, lãnh đạo công an quận Kiến An cũng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng lực lượng phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Nhờ sự phối hợp của các lực lượng, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Những người mắc kẹt trong ngôi nhà và tài sản của người dân đã được di chuyển đến nơi an toàn. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao ý thức và công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khi xảy ra các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố tại các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy khu dân cư gây thiệt hại nghiêm trọng, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp xử lý với các thành viên của tổ liên gia sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng, các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra tại tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh.